Các điều kiện để chơi bộ môn go kart này là gì vậy ạ? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các điều kiện để có thể chơi được bộ môn go kart này nha. Đầu tiên thì mình nghĩ cái này rất là nhiều bạn nữ sẽ quan tâm nè, đó là về chiều cao. Thì chiều cao tối thiểu để có thể chơi được bộ môn go kart này sẽ là 1m5 thôi nha. Vậy nên các bạn cũng không cần quá lo lắng đâu. Thứ hai là về cân nặng, thì cân nặng tốt nhất để có thể chơi được bộ môn go kart này sẽ là dưới 95kg nha. Kế tiếp, những bạn nào dưới 16 tuổi muốn tham gia thì bắt buộc phải có người giám hộ theo cùng, nên là các bạn nhỏ cũng đừng có quá lo lắng nha. Và cuối cùng, để có thể tham gia thì cần phải có đồ bảo hộ đúng không? Thì trong gói chơi đã bao gồm những món đồ bảo hộ cơ bản như là giáp xương, găng tay và nón bảo hiểm. Còn chần chờ gì nữa mà không đến với FOV tại trường đua Đại Nam để tham gia cùng chúng mình. Let's go! Hãy follow mình để biết thêm những bí mật về bộ môn go kart này nữa nhé.